Đây là bộ anime nói về một đứa trẻ bình thường sống giữa một xã hội mà ai cũng có siêu năng lực, nhưng lại có thể trở thành siêu anh hùng để bảo vệ mọi người. Học viện anh hùng, 80% dân số thế giới bỗng nhiên có siêu năng lực. Và đúng như người ta kỳ vọng, lũ tội phạm trở nên lộng hành hơn. Các anh hùng cũng xuất hiện, cánh tay chết chóc, siêu năng lực, khỏe. Người chữa cháy, siêu năng lực, chữa cháy. Người gỗ, siêu năng lực, quang hợp. Cả ba người họ đang phối hợp để bảo vệ người dân và chấn áp tên tội phạm. Một rapper da trắng, Lil Shark, chưa battle được track nào thì đã bị cướp mic bởi một nữ anh hùng khác. Siêu năng lực, hóa to, nice. Nhưng đây mới là nhân vật chính, Midoriya hay Deku, một cậu bé thích làm anh hùng, nhưng lại sinh ra mà không có tệp đính kèm siêu năng lực. Cậu bị cả lớp cười nhạo vì định thi vào trường đào tạo anh hùng, trường UA. Thằng nhóc bắt nạt cậu là Bakugo, cũng thi vào trường UA. Dù thằng này nhìn kiểu gì cũng giống người ác vờ lờ, nhưng kệ cụ nó. Midoriya quyết trở thành người hùng để noi gương idol của mình. Anh hùng top 1 server, người siêu khỏe và siêu chăm sóc răng, biểu tượng của hy vọng đối với người dân. Midoriya hôm nay gặp được thần tượng khi ông cứu cậu khỏi một tên bầy nhầy và tránh được kết cục bị nấu cháo lưỡi đến chết. Cậu hỏi idol, cháu có thể làm anh hùng được không, kể cả khi cháu không có sức mạnh? Nhưng trước sự ngạc nhiên của Midoriya, ông bỗng teo lại, nhìn như thằng xì ke. Nguyên nhân do một vết thương mà ông nhận phải từ năm xưa, khiến nội tạng ông lộn tùng phèo và ảnh hưởng đến thời gian biến hình. Lúc đó ông vô tình làm rơi cái chai nhốt tên tội phạm bầy nhảy bên trong. Thế là hắn lại được giải phóng và bắt đầu quậy banh thành phố và bắt được Bakugo. Các anh hùng gần đó cũng lực bất tòng tâm trước sự ngạc nhiên của mọi người và sự không ngạc nhiên lắm của tôi. Deku chạy thẳng tới để giải cứu cho cái thằng đã bully mình. Thấy thằng nhỏ không có sức mạnh còn dám chạy vào, máu anh hùng nổi lên, ông Mai đành cố cương lên, lao vào giải nguy cho hai nhóc. Và tất nhiên cũng chỉ một đấm. Trên đường về nhà, ông Mai tới cảm ơn Deku vì cậu đã truyền cảm hứng cho ông. Ta thấy nhóc có thiên phú làm anh hùng, thế nhóc có muốn nhận sức mạnh này không? Được top 1 server cứu mạng tận 2 lần rồi còn được ngỏ ý ban sức mạnh mang tên một cho tất cả. Đây chỉ có thể là nội tại nhân vật chính. Tất nhiên một thằng loser như cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này. Và để truyền sức mạnh thì cậu cần nuốt một sợi lông ré của ông Mai. Cơ mà nếu sợ ông Mai có họ Giang thì thôi nuốt tóc cũng được. Sau đó, ông Mai kèm cặp cho Deku rèn luyện suốt một năm. Vì sức mạnh của ông là quá lớn so với khả năng chịu đựng của cơ thể cậu, đồng thời phải cân đối với việc học để giúp Deku đậu kỳ thi tuyển vào trường anh hùng. Sau thời gian ngậm bồ hòn thì trái ngọt cũng tới. Thể trạng của cậu đã đạt mức cho phép Deku nhận sức mạnh của ông Mai qua việc ăn tóc. Hôm nay là buổi thi đầu vào trường UA. Cậu gặp Quảng Nổ, vẫn khó ở như mọi khi. Người phổ biến bài thi là anh hùng loa kéo. Tất cả các thí sinh sẽ phải vào một khu chung cư và cố gắng hạ gục những con robot để nhận lượng điểm khác nhau tùy theo sức mạnh của chúng. Trong đó có một con đặc biệt mạnh, nhưng hạ gục là không có điểm. Trong khi bạn bè đang miệt mài farm quái, thì Deku vẫn đang học cách kiểm soát sức mạnh mới. Thời gian dần đếm ngược, quái đã bị farm gần hết. Cậu thì chỉ biết vắt chân lên cổ chạy. Boss Hoàng Kim lộ diện, nó mạnh nhất nhưng hạ gục thì không kiếm được điểm, nên ai nấy cũng sủi. Deku cũng quay đầu cho tới khi thấy gái bị mắc kẹt. Step brother, I'm stuck. Cậu gồng cơ đít, bật nhảy lên trên không trung, chân tay nổi gân sáng như đèn cây thông, tung một cú đấm 10,5 độ Richter, đánh bật con người máy. Trong sự đứng hình của toàn bộ học sinh cùng các giáo viên đang theo dõi, cơ thể cậu không chịu được sức mạnh. Deku rơi tự do trước gió như chiếc rẻ lau bảng. Đang lẩm nhẩm lời của There's No One At All thì bỗng bị đánh gậy. Cậu bay như vít của Sơn Tùng. Cô bạn này là Yuraraka. Sức mạnh là điều khiển trọng lực của những vật cô bé chạm vào. Deku sau đó được một anh hùng trong trường với khả năng chữa lành chăm sóc. Cậu về nhà trong sự buồn bã vì không kiếm được điểm nào trong bài thi. Nhưng bất ngờ thay, thư trúng tuyển từ trường được gửi tới. Ông Mai xuất hiện trên video thông báo rằng bài thi của trường còn chấm cả điểm phong cách nữa. Các giáo viên đều đồng ý rằng hành động của cậu là cực kỳ whack xà lách, cho nên cậu đã được đỗ vào UA và nhận được một chiếc áo của trùng cuối. Deku sau đó được xếp vào lớp 1A, gặp mặt với các học sinh có những siêu năng lực khác nhau. Nhưng mà tôi sẽ giới thiệu sau. Đây là giáo viên chủ nhiệm, dễ bị nhầm với một thằng nghiện. Bài học đầu tiên, kiểm tra thể lực, 10 bài thể dục phối hợp tích điểm, chạy nước rút, nắm lực, nhảy xa, nhảy ngang, ném bóng. Học sinh được thoải mái sử dụng năng lực, đứa nào có tổng điểm thấp nhất đuổi học. Deku không biết cách điều khiển sức mạnh cho đến bài ném bóng. Cậu nhớ như in lời thầy huấn, có làm thì mới có ăn. Và bàn tay không nhất thiết phải có đủ 10 ngón. Trước khi ném quả bóng đi, cậu sử dụng một cho tất cả chỉ trên một ngón tay. Điều đó khiến cậu không gục ngã. Xuất thần trong một bài ném bóng là không đủ để vớt vát cái thành tích tệ hại kia. Thầy nghiện công bố bảng xếp hạng, Deku xếp best lớp. Nhưng người nghiện nổi tiếng là sống tình cảm, ông nói rằng việc đuổi học chỉ là bịp. Ngày học thứ hai, giáo viên đứng lớp hôm nay là All Might. Các học sinh cũng được phát trang phục chiến đấu riêng để phù hợp với từng năng lực, trông cũng ra gì đấy. Deku thì mặc áo mẹ may nên trông đần hơn là rõ. Bài học lần này sẽ chia lớp ra làm hai nhóm, ác nhân và anh hùng. Ác nhân giấu vũ khí trong nhà, anh hùng chạm được vào nó là thắng. Mỗi nhóm có hai người, bốc ngẫu nhiên. Deku được ghép ngay với một cô bé trọng lực. All Might ghép cặp cho nhóm Deku gặp Bakugo. Nhóm Deku được phân vai anh hùng. Kế hoạch của nhóm ác nhân là pô xe độ canh tên lửa, còn Quảng đi nổ, sử dụng các bài võ cổ truyền. Deku cầm chân được Quảng để cô bé trọng lực đi tìm vũ khí. Quảng vẫn cay vụ Deku có năng lực,
vì cậu luôn nghĩ rằng bạn cũ là đồ vô năng. Ngay từ nhỏ cậu đã ngạo nghễ về tài năng và không chấp nhận việc mình lại đứng ngang hàng với Deku. Tiêu điểm tướng tí, nguồn gốc sức mạnh của Bakugo đến từ các tuyến mồ hôi, khiến cậu có thể tạo ra những cú không thể nào tin được. Phía trên thì năng lực của cô gái trọng lực tỏ ra không mấy ăn thua. Sau khi bô xe độ cắm hết đồ đạc trong nhà, phía dưới Bakugo chứng tỏ sức mạnh của mình hoàn hảo trong những trận đấu 1v1. Cậu hăng máu tới nỗi bị ông Mai cảnh báo, đội Deku cần có một kế hoạch, chứ cứ trao đổi chiêu thức thế này là không ổn. Deku all in vào cú đấm, nhưng hướng trên trần nhà, hứng chọn một vụ nổ chính diện của quả. Cú đấm của cậu đục một lỗ giếng trời to tướng, tạo ra các mảnh vụn. Uraraka lụm nhẹ cái cột bê tông, quạt mưa sao băng về phía Lida, lợi dụng thời cơ, nhảy qua và chạm vào chiếc tên lửa, chiến thắng chung cuộc dành cho team Deku. Trận đấu thứ hai, đội anh hùng gồm có tay bạch tuộc đá cặp cùng với Clow giáp lửa băng. Ác nhân thì có đuôi cùng cô gái tàng hình. Tớ sẽ cởi găng và giày để tàng hình toàn phần. Nghe cứ sai sai. Âm Dương Boy khu như sức mạnh của mình, biến tòa nhà thành cái tủ lạnh, lững thững đi vào giành chiến thắng một cách chóng vánh. Cậu chính là một trong 4 học sinh đạt học bổng. Budget hết rồi nên tua nhanh qua các team khác, giới thiệu qua sức mạnh các học sinh khác với sự tham gia của giấy vệ sinh giảm giá, thanh niên cứng, đầu cu, cô bé dán phong bì, đầu quả nho, Yasuo bán bưởi, dây sạc Type C, sạc dự phòng, chị hoàng tử flexing, cô em bán nước dừa đặc. Buổi tập kết thúc, Bakugo vẫn đang suy nghĩ vì thua Deku, người đang nằm viện. Buổi chiều hai anh em có màn tâm sự mỏng ngoài cổng trường. Boy Thiên Phú tức gầm mặt cay cú, cậu làm sao ăn lại con cha cháu chú, lại còn được búp bẩn. Trong thế giới của My Hero Academia, làm anh hùng là vua của mọi nghề. Phóng viên xếp hàng phỏng vấn như thần tượng. Hôm nay lớp 1A bầu ra lớp trưởng, còn ai xứng đáng hơn bô xe độ, thủ lĩnh tốc độ, ông vua của mọi tuyến phố. Nhà trường sắp xếp cho lớp 1A một buổi ngoại khóa, mục đích là biết sử dụng năng lực để cứu người. Nhưng có một thế lực khác đã trà trộn vào công viên, tất nhiên là phe phản diện. Thầy chủ nhiệm lên trước, năng lực của thầy là xóa năng lực của kẻ khác khi nhìn vào họ. Thế loại đột biến cơ thể thì sao? Thì chơi bình thường thôi. Doctor Strange bay về phía học sinh, tê lê mỗi đứa một chỗ, chia để trị. Dù vậy nhưng phe học sinh vẫn tỏ ra lấn lướt. Phía của Deku bị mấy tên ác nhân vây xung quanh thuyền, chúng xẻ đôi thuyền để ép nhóm cậu xuống nước. Deku búng hai tay xuống nước tạo lốc xoáy, tạo lốc xoáy bồn cầu, bóng của đầu nho dính tất cả lại. Cô bé X đá lưỡi đưa cả bọn đi. Skill này khiến cậu tạm thời đi hai ngón. Clow giáp lửa băng vẫn cứ là ngầu và đẹp trai. Đá qua sức mạnh ba người này xíu, dây sạc có thể biến tiếng tim đập thành sóng âm, và cô gái tạo ra mọi thứ để khiến mọi người không tập trung vào hai thứ. Và Pikachu, đây mới là tên có sức mạnh thật sự, người làm bạn với bàn tay. Hắn đã quan sát và hiểu được sức mạnh của thầy nghiện. Thầy có thời gian hồi chiêu giữa các lần cast. Khi dùng skill tóc sẽ dựng lên, hắn timing và sử dụng sức mạnh của mình làm phân rã mọi thứ hắn chạm vào. Thầy bị bóc nhẹ lớp da chết ở khuỷu tay. Sức mạnh của thầy cũng không phải để đối đầu với đám đông, nên nhanh chóng thấm mệt và bị dã cho đó đất. Bô xe độ được gái trọng lực hỗ trợ cho thoát khỏi tòa nhà đi gọi viện trợ. Đầu bếp chuẩn bị bê ra món ếch rang giòn thì ông Mai tới trong bộ vest vàng, trong sự ngỡ ngàng của cả xóm, cứu nguy kịp thời cho cả lớp. Vẫn còn một kẻ cộm cán khác, Nomu, chính là cái con lộ não này. Nó đánh ngang sức với ông Mai, nên khi có sự giúp sức của bác sĩ lạ, Mai không chịu nổi. Khi bị xoáy vào vết thương lòng, Deku cùng những gương mặt ưu tú quay trở lại, đưa trận đấu về phe học viện. Thấy Mai còn một phút nữa là hết cương cứng nên là all-in đi. Ora ora ora, đấm bay con Nomu lên trời như đội hỏa tiễn. Học sinh được fan há trầm trồ khi thấy top 1 server đấm nghiêm túc. Nhưng đó cũng là lúc thầy hết mana. Thủ lĩnh bàn tay sau một hồi suy tính thì cũng lao lên. Deku biết thầy sắp ra, lao lên liều mạng. Trước khi nhận được một cú chạm chết chóc, hẳn là viên đạn của AD Thiên Phú. Đây là các giáo viên cùng các anh hùng top đầu. Bác sĩ lạ dẫn theo bàn tay sủi trước. Phía học viện không có thương vong nhưng tổn thất là không ít. Con Nomu cũng bị bắt lại, nhưng có vẻ nó mất kết nối Bluetooth nên là ngoan như cún. Phe ác nhân sẽ trở lại, hé lộ rằng ở trên hắn còn có một kẻ cầm đầu. Ý tôi không phải là cái bàn tay. Tạm thời kết thúc các buổi học bất ổn của học viện anh hùng mùa 1. Và tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại.